Chào tất cả các bạn đến với số học 6 của trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. Nay cô và các bạn cùng nhau tìm hiểu tiếp 74 bài 7 bài 8 phép cộng phân số. Bài học ngày hôm nay có hai nội dung chính chúng ta cần tìm hiểu. Thứ nhất là phép cộng phân số, thứ hai là tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Các bạn ghi bài vào vở cho cô. Khi vô bài học, cô có một ví dụ các bạn quan sát trên màn hình. Hình vẽ sau thể hiện quy tắc nào? Đó là quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu đã được học ở tiểu học. A phần m cộng b phần m bằng a cộng b tất cả phần m. Trong đó a, b, m là các số tự nhiên, m khác không. Đó cũng là lý do của buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu một lớn phép cộng phân số. Trong phép cộng phân số thì chia làm hai dạng. Thứ nhất là cộng hai phân số cùng mẫu. Thứ hai là cộng hai phân số không cùng mẫu. Vậy ở đây mình đến với phần một nhỏ. Cộng hai phân số cùng mẫu. Cái này các con đã được học ở dưới tiểu học. Cô sẽ không nhắc lại nữa và mình sẽ tiến hành làm bài tập. A. 3 phần 7 cộng 5 phần 7 bằng ba cộng 5 tất cả phần 7 bằng 8 phần 7. B. Trừ 3 phần 5 cộng 2 phần 5 bằng trừ 3 cộng 2 tất cả phần 5 bằng trừ 1 phần 5. Ai chưa làm được hoặc làm sai thì sửa bài vào vở cho cô ha. Các con sẽ ghi phần bảng bên tay trái. Quy tắc. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. A phần m cộng b phần m bằng a cộng b tất cả phần m, với a, b, m là số nguyên, m khác không. Rồi, sau khi ghi bài xong, quan sát lên trên màn hình làm hỏi chấm. Một cho cô cộng các phân số sau. Thứ nhất, 3 phần 8 cộng 5 phần 8 bằng 3 cộng 5 tất cả phần 8 bằng 8 phần 8 là 1. B. 1 phần 7 cộng trừ 4 phần 7 bằng 1 cộng cho trừ 4 tất cả phần 7 bằng trừ 3 phần 7. Câu C. 6 phần 18 cộng trừ 14 phần 21, đây là hai phân số không cùng mẫu, nhưng nó đã tối giản chưa? Chưa thì mình tiến hành rút gọn là được hai phân số mới. 1 phần 3 cộng trừ 2 phần 3, lúc này đã cùng mẫu, tiến hành tử cộng tử và giữ nguyên mẫu, được đáp số là trừ 1 phần 3. Hỏi chấm 2, tại sao ta có thể nói cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số? Cho ví dụ, tại vì số nguyên là phân số có mẫu là 1. Vậy trừ 3 cộng 2, lúc này trừ 3 là trừ 3 phần 1 cộng 2 phần 1. Cùng mẫu số là 1 thì cô lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Trừ 3 cộng 2 tất cả phần 1 bằng trừ 1 phần 1 là bằng trừ 1. Phép cộng phân số, mình sẽ sang mục 2 nhỏ là cộng 2 phân số không cùng mẫu. Cô cho một ví dụ. Vậy muốn cộng 2 phân số không cùng nào? Đầu tiên là mình phải đưa về cùng mẫu bằng cách quy đồng nhân hệ số tương ứng cho từng phân số để được mẫu số chung. Cô được hai phân số mới sau khi quy đồng là 10 phần 15
cộng trừ 9 phần 15. Tử cộng tử giữ nguyên mẫu là 10 cộng trừ 9 phần 15 bằng 1 phần 15. Quy tắc sách giáo khoa trang 26, các bạn đọc cho cô nha. Giang hỏi chấm 3, cộng các phân số sau. Trừ 2 phần 3 cộng 4 phần 15. Đầu tiên là mình phải quy đồng, đưa về mẫu số chung là 15. Được chưa? Rồi. Sau đó tiến hành tử cộng tử và giữ nguyên mẫu. Trừ 10 cộng 4 phần tất cả 15 bằng trừ 6 phần 10, 15. Câu B. Trừ 6 phần 15 này đã chưa tối giản nên người ta phải chọn là đưa về dạng trừ 2 phần 5. Sang câu B. Là 11 phần 15 cộng 9 phần trừ 10. Đầu tiên cũng phải đưa dấu trừ ở dưới mẫu lên trên tử, sau đó mới tiến hành quy đồng mẫu số và thực hiện phép tính cộng là trừ 5 phần 30. Đây đã là phân số tối giản chưa nên mình phải rút gọn là trừ 1 phần 6. Câu C. Số 3 của cô lúc này có mẫu là 1. Đồng thời đưa dấu trừ ở dưới mẫu của phân số thứ nhất lên trên tử, quy đồng, tiến hành thực hiện phép tính. Rồi, chúng ta sẽ sang mục 2 lớn, tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Vậy cô đặt ra một câu hỏi, phép cộng của các số nguyên có tính chất gì? Tính chất giao hoán, tính kết hợp, tính cộng với số 0. Tương tự như vậy thì cô cũng có tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Đầu tiên là cũng có tính giao hoán. Thứ hai cũng có tính kết hợp. Thứ ba cũng có tính cộng với số 0. Các bạn ghi bài vào vở cho cô. Sang mục 2 nhỏ, cô có một bài tập tính tổng của biểu thức A. Trừ 3 phần 4 cộng 2 phần 7 cộng trừ 1 phần 4 cộng 3 phần 5 cộng 5 phần 7. Đầu tiên là cô dùng tính chất giao hoán, là đưa các phân số cùng mẫu gần lại với nhau. Sau đó sử dụng tính chất kết hợp để đưa chúng vào ngoặc và thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, được kết quả là trừ 1 cộng 1 cộng 3 phần 5. Lúc này trừ 1 cộng 1 là bằng 0 cộng với 3 phần 5. Sử dụng tính chất cộng với số 0 được đáp số là 3 phần 5. Các bạn quan sát trên màn hình làm hỏi chấm 5 vào vở cho cô. Cô có hỏi chấm 5 tính nhanh. Các bạn tính giá trị của biểu thức B và C. Rồi, tương tự như ví dụ trước cô làm thì ở đẳng thức B này, cô sẽ hoán đổi vị trí của các phân số để đưa những phân số cùng mẫu gần nhau. Sau đó sử dụng tính chất kết hợp để đưa chúng vào trong ngoặc. Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Rồi, thực hiện phép tính với tính chất gì cộng với số 0, 4 phần 19. Câu B, mình sẽ tiến hành rút gọn những phân số chưa tối giản. Thấy chưa? Thì ở đây các bạn nhìn thấy cô để ý này, 3 phần 21. Cô rút gọn thành 1 phần 7. Trừ 5 phần 30. Trừ 5 phần 30 cô rút gọn thành trừ 1 phần 6. Sau đó đưa 3 phân số. Trừ 1 phần 2 cộng trừ 2 phần 6 cộng trừ 1 phần 6 vào trong ngoặc. Thực hiện tính toán ra, quy đồng lên rồi tính toán ra là được trừ 1 cộng 1 phần 7 bằng trừ 6 phần 7. Được chưa? Rồi các bạn sửa bài vào trong vở giúp cô. Bạn quan sát trên màn hình là bài 43 sách giáo khoa trang 26, tính tổng các
Tính các tổng dưới đây, sau khi đã rút gọn phân số, vậy bước đầu tiên mình cần làm đó chính là rút gọn phân số, rồi tiếp theo mình mới tiến đến bước tính tổng. Vậy bây giờ ở đây cô có câu A là 7 phần 21 cộng 9 phần âm 36. Đầu tiên là mình phải rút gọn và đồng thời đưa dấu trừ ở dưới mẫu lên trên tử. Sau khi rút gọn xong thì tính quy đồng phân số, quy đồng để thực hiện tính tổng. Ổn không? Rồi, câu B. Trừ 18 phần 24 cộng 15 phần trừ 21 thì cô rút gọn và đưa dấu trừ ở dưới mẫu lên trên tử là được hai phân số, là được tổng của hai phân số mới là trừ 3 phần 4 cộng trừ 5 phần 7 bằng trừ 21 phần 28 cộng trừ 20 phần 28 bằng trừ 21 cộng trừ 20 bằng trừ 28 trừ 41 phần 28. Được không? Rồi. Các bạn quan sát trên màn hình là bài 44 sách giáo khoa trang 26, điền dấu thích hợp, dấu bé, dấu lớn, dấu bằng và ô vuông. Vậy bây giờ trước khi mà mình muốn điền dấu thì mình phải tính toán trước đúng không? Vậy ở đây cô dẫn vì trừ 15 phần 22 cộng trừ 3 phần 22 là bằng trừ 18 phần 22, rút gọn nó đi là trừ 9 phần 11. Trừ 9 phần 11 thì số nào càng về số 0 thì lớn hơn. Vậy cô điền dấu dấu bé. Đúng chưa? Rồi. Câu D. Ở đây là có hai phép tính cộng nên mình phải tính toán lần lượt. 1 phần 6 cộng trừ 3 phần 4 cô quy đồng lên và tính ra được trừ 7 phần 12. Tương tự như vậy cô tính được phép tính là 1 phần 14 cộng trừ 4 phần 7 ra được là trừ 7 phần 14. Vậy lúc này của cô đã cùng mẫu số chưa? Chưa cùng mẫu số thì mình phải quy đồng nó lên để đưa về cùng mẫu số mới so sánh được hai phân số ha. Rồi lúc này nên của cô là trừ 49 phần 84 sẽ bé hơn trừ 42 phần 84. Đối với bài số 47 tính nhanh trừ 5 phần 21. Các bạn quan sát trên màn hình là bài số 47 sách giáo khoa trang 28 tính nhanh. Trừ 5 phần 21 cộng trừ 2 phần 21 cộng 8 phần 24. Thực ra bài toán này có rất nhiều cách làm và cô sẽ giải như sau. Thứ nhất là cô thấy hai cái phân số đầu tiên có cùng mẫu là 21 nên cô sẽ đưa vào trong ngoặc. Sau đó cô tiến hành cộng phân số là trừ 7 phần 21. Cộng 8 phần 24 lúc này của cô, hai phân số này chưa rút gọn, cô sẽ tiến hành rút gọn. Được không? Rút gọn và nó có tổng của là bằng 0. Các bạn đọc bài số 49 sách giáo khoa trang 29 này. Hùng đi xe đạp, 10 phút đầu đi được 1 phần 3 quãng đường. 10 phút thứ 2 đi được 1 phần 4 quãng đường. 10 phút cuối đi được 2 phần 9 quãng đường. Hỏi sau 30 phút Hùng đi được bao nhiêu phần của quãng đường. Và bây giờ mình sẽ tiến hành làm gì? Ta có 1 phần 3 cộng 1 phần 4 cộng 2 phần 9 là bằng 29 phần 36. Vậy sau 30 phút Hùng đi được 29 phần 36 quãng đường. Các bạn thấy dễ không? Rồi, sửa bài vô trong vở cho cô nha. Đến với phép cộng phân số, tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Hôm nay mình học sẽ tìm hiểu thứ nhất là về phép cộng phân số. Trong phép cộng phân số thì sẽ có là cộng 2 phân số cùng mẫu, cộng 2 phân số không cùng mẫu. Thứ hai đó là tính chất cơ bản của phép cộng phân số. Đầu tiên là tính giao hoán, tính kết hợp cộng với số 0. Toán thì có hai dạng bài, các dạng bài tập sau. Thứ nhất là cộng các phân số. Thứ hai là tính nhanh. Thứ ba là bài toán đưa về cộng các phân số là như bài
vừa rồi chúng ta vừa làm đó. Các bạn về nhà học thuộc quy tắc cộng 2 phân số, các tính chất cơ bản của phép cộng phân số và làm bài tập trong bài luyện tập sách giáo khoa cho cô nha. Rồi, chúc các em có một buổi học vui vẻ.